Rồi sau khi chúng ta đã cài đặt được release và có biết cách kết nối release với project của chúng ta, kèm theo đó là một số thao tác cơ bản như là set get hoặc là đặt thời gian hết hạn cho cái key đó. Thì phần này thì phần đó là phần tiếp theo, chúng ta sẽ làm thế nào để mà khi một access token hết hạn thì chúng ta sử dụng cái refresh token để lấy lại cái access token đó. Bây giờ cụ thể là nó như thế này. Chúng ta qua file rest. Tại vì đây đây có một cái token lúc trước mà tôi đã ở bài trước ta đã sử dụng nó để mà get list nếu mà nó đúng. Hình như là bây giờ chắc cũng hết hạn rồi. Để tôi chạy lại một lần nữa coi. Cái này là sai này. Đáng lẽ ra chúng ta phải bắt cái sự kiện là invalid file, tức là hết hạn token chứ không phải là unauthorized. Ok, thì để sửa cái vấn đề này cho nó rõ ràng thì tôi nói luôn, tôi sẽ làm luôn cho các bạn được biết. Chúng ta đi tới cái JSON web token civic. Chúng ta đây đây có cái file get list đây, hàm verify accept token. Và thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái lỗi của JSON web token thế nào, chứ không thể thông báo chung 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 được. Nếu mà unauthorized tức nghĩa là ví dụ lỗi của mình hoặc là lỗi invalid token hoặc là có nhiều lỗi chứ không phải là hết hạn. Hết hạn thì chúng ta phải bắt cái lỗi hết hạn là đúng. Ok, thì để mình search lỗi coi. Error JSON web token coi. Error. Chúng ta tìm đến cái error của nó để mình xử lý. À đây rồi, error đây. Not before error không phải. Chúng ta expire. À lỗi token expire này, đây chính là cái lỗi này này. Hoặc là các lỗi khác. Lỗi before, lỗi invalid token. Rồi ok. Bây giờ mình sử dụng này. Cái lỗi nó trả về name. Bây giờ mình kiểm tra tiếp. Nếu error.name bằng thằng này thì đây là lỗi chung chung này. Anh em trả về luôn. Unauthorized tính là lỗi invalid token này, format bị sai này, yêu cầu là phải có này, đó. Rồi còn cái ngược lại nếu mà lỗi mà của hết hạn, token hết hạn á, thì chúng ta sẽ return next cái message này, error.message. Ok, thì nó sẽ ra thôi. Nó sẽ ra cái unvalid. Rồi chạy lại. Đó. JSON Quantum expired. Ok. Tức là cái token này đã hết hạn. Rồi khi mà hết hạn thì chúng ta sẽ tìm tìm lại cái refresh token để mà làm mới cái token này. Thì bước tiếp theo. Tôi login lại. Login lại thì chúng ta sẽ có một access token và refresh token. Refresh token và reset token. Tôi sẽ lấy cái refresh token này, chúng ta sẽ dựa vào cái hàm mà refresh token này để mà lấy lại access token. Ok, tôi thêm tôi tạo refresh token. Ok, tất nhiên rồi, không quên content type bằng application. Rồi, ok, tắt đi. Chúng ta vào cái refresh. Router refresh token đâu? Router refresh token này. Type get net error. Nhớ nha, đừng quên type get nha các bạn. Rồi, xóa cái dòng này đi. Chúng ta cần sâu. Chúng ta sẽ in in ra request chân bộ đi. Xem cái file request này có không. Rồi, chạy lại. Chú. Đây, có đây nha anh em. Có đây. Rồi chúng ta lấy thôi. Bóc tách cái file ra cái get refresh token bằng get.body.
trong body và kiểm tra nếu refresh body refresh token nếu mà missing thì ném một cái lỗi create error.bad request. Ok, sau đó chúng ta verify cái token này thì tôi sẽ viết một hàm con get payload bằng await verify where we find refresh token. Chúng ta sẽ truyền cái refresh token này vào. Ok. Hàm này phải action. Rồi. Tôi sẽ viết cái hàm này trong cái GW JSON with token. Lúc trước các bạn nhớ không, chúng ta sẽ có đã có một cái hàm gọi là verify asset token. Bây giờ chúng ta cũng phải làm xác thực cái refresh token là có đúng không, chứ không nó tùy mệnh truyền mạng thì như thế nào. Thì tôi sẽ tạo ra một hàm refresh token bằng async chuyển vô refresh token. Truyền refresh token vào, chúng ta sẽ tiếp tục verify verify cái token này chấm verify refresh token process chấm env chấm refresh token error and payload. Nếu error thì return chúng ta sẽ new pro return new promise trong này là reject trong này chúng ta sẽ copy cái này dài vào. Rồi nếu mà error thì chúng ta reject cái error này luôn, không cần nói nhiều. Đồng thời chúng ta sẽ return cái payload này. Ok, export ra luôn. Rồi xong nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ access cái token này như thế nào đây. Bây giờ tôi sẽ chạy lại, tôi sẽ qua lại cái user model. Tôi sẽ bỏ vào. Sao nó nhận ta? À, được rồi. Rồi, chúng ta sẽ in cái payload này. Rồi xem thử nha, bây giờ tôi sẽ access lại, tôi sẽ refresh cái token này. Chiu! Payload object chúng ta sẽ đưa ra đây. JSON model write.json payload. Các bạn đoán trong này có gì? Đó chính là có ID nha. Có ID của cái model lúc trước chúng ta tạo user ID xong á. Rồi trở lại. Quên nhầm, trở lại cái hàm refresh. Đây, thấy không? Chúng ta sẽ thấy cái user ID
là bằng cái ID của MongoDB khi chúng ta tạo một cái user mới ạ. Đồng thời là thời gian bắt đầu và thời gian hết hạn. Tiếp tục chúng ta dựa vào cái user ID tìm được thì chúng ta sẽ tạo một cái asset token mới và một cái refresh token mới luôn. Tiếp tục là chúng ta trong này được chúng này có user ID, chúng ta chạy lại xem. Đây. À, chúng ta có cái này. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ tạo ra con access token bằng away chấm size access token, truyền cái gì vô, truyền user ID vô, tiếp tục chúng ta sẽ có refresh token bằng size refresh token, chúng ta sẽ có rồi, chúng ta sẽ trả về cái gì đây, ồ định nghĩa rồi ta, à đúng rồi, chúng ta khai báo ở trên này này con, bây giờ con nữa thì nó đụng nhau, về tạm về đi. Rồi bây giờ tôi chạy lại nha. Tôi chạy lại. Nên nên nhớ này. Hết hạn đúng không? Chạy lại. Đó, ra một cái token mới và sẽ token mới. Rồi chúng ta sẽ lấy sẽ token này chúng ta bỏ vô. Này. Rồi chúng ta get it lại. Vẫn hết hạn. Hả? Là sao? Ừ. 10 giây hả? Coi. Chúng ta tạo ôi trời 10 giây về. Chúng ta cho 1 phút đi. Rồi. Chúng ta chạy lại refresh token lấy mới. Ok. Lấy refresh token mới, chúng ta bỏ vô đây. Rồi. Chạy. Đó, ok chưa? Ra rồi, bây giờ tầm 1 phút nữa là cái access token này chúng ta biến mất. Nó là hết hạn thì nó quay lại một cái vòng lặp như vậy. Và đây tôi sẽ nói thêm vấn đề này để mà các bạn lưu ý này. Cái việc việc mà các bạn khi login á, login các bạn trả về access token và refresh token cho người dùng. Thì người dùng khi hết hạn cái access token đó thì lấy cái refresh token để làm mới. Nhưng ở phía các bạn này, các bạn làm ở server thì bạn nên nên nhớ các bạn phải lưu trữ, lưu lại cái refresh token này ở trong DB, đặc biệt là nơi Redis mà tôi đã nói ở bài trước. Tôi sẽ lưu ở Redis vì sao? Tức là khi mà có vấn đề gì đó, người dùng bị đánh cắp, người dùng thông báo đến hệ thống, à mà anh ơi hệ thống ơi tôi đã bị hack xâm nhập rồi, bạn có thể xóa cái gì đó để bảo vệ tôi được không? Thì tất nhiên là mình sẽ xóa cái refresh token trong DB của mình. Để khi mà hacker nó có lấy cái refresh token đó, nó lấy lại token mới thì chúng ta dựa vào DB, à cái thằng này không có trong DB hoặc là mình đã xóa nó rồi thì sẽ không lấy được token mới. Cho nên là tiếp theo thì chúng ta sẽ biết cách lưu trữ một cái refresh token vào trong Redis như thế nào và chúng ta sẽ dựa vào đó để check list khi mà hacker xâm nhập. Ok, ở bài tiếp theo nha.